Pháp hội Mahakayip thứ 23, Hán dịch Nguyên Ngụy, Ngức Ưu Thiền Ni, Dương Tử Nguyệt Bà Thủ Na, Việt dịch Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tình. Như vậy tôi nghe, một lúc Đức Phật ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc nước Xá Vệ cùng 5.000 đại tỳ kheo tăng câu hội, đại Bồ Tát 8.000 câu hội, danh hiệu các ngài là Giang Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Tạng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, vân vân, làm thượng thủ. Đức Thế Tôn cùng 100.000 đại chúng cung kính vây quanh mà vì họ thuyết pháp. Bấy giờ tôn giả Mahakayip ở trong đại chúng rời chỗ đứng dậy, trịch y giai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay cung kính bạch Phật: Tôi có chút sự muốn hỏi, nếu Đức Thế Tôn cho phép tôi mới dám trình bày. Đức Phật bảo tôn giả Mahakayip: Cho phép ông hỏi, Đức Như Lai sẽ vì ông mà phân biệt dứt lòng nghi cho ông được vui mừng. Tôn giả Mahakayip bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu có thiện nam thiện nữ ở trong Phật pháp xuất gia muốn cầu niết bàn thì phải học, phải hành, phải tu quán thế nào? Đức Phật nói: Lành thay, lành thay. Này Ca Diếp, nay ông có thể hỏi Như Lai nghĩa như vậy sẽ làm cho tất cả thế gian trời người được lợi ích an lạc. Ông nên lắng nghe, khéo suy nghĩ hiểu biết, ta sẽ giải thuyết cho. Tôn giả Mahakayip bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vâng, tôi muốn được nghe. Đức Phật nói: Này Ca Diếp, thiện nam thiện nữ muốn cầu niết bàn mà xuất gia trong chánh pháp thì phải học tình giới, đủ luật nghi giới, đủ chánh pháp giáo, nơi thanh tịnh giới chẳng phạm lỗi nhỏ, phải học như vậy. Tùy thuận chánh pháp, rời tâm xiểm khúc, xa rời tham dục, đầy đủ tàm quý, thường sợ sanh tử, thích cầu xuất ly, nhằm lìa sanh tử, thường nhớ niết bàn. Hoặc ở dưới cây trong núi hang đá, hay tại tịnh thất bắt đầu tu chánh niệm, niệm Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, sanh khởi đầy đủ chủng tánh, đầy đủ thiền căn, đầy đủ vô lượng tình giới, vô lượng tam muội, vô lượng trí huệ, vô lượng giải thoát, vô lượng giải thoát tri kiến, đầy đủ tất cả vô biên Phật pháp bất tư nghị, đầy đủ vô đẳng vô biên công đức, thiệt ngữ chân ngữ, lời nói không hai, chẳng phỉnh chúng sanh, làm đại y dương hay nhổ tên độc, làm bạn bất thỉnh, đủ từ bi lớn, làm đại đạo sư, đối pháp thầm thâm, cho họ nhập thầm thâm, nói pháp tịch diệt, cho họ được tịch diệt, không vô tướng vô nguyện, không có hí luận, rời các hí luận, thầm thâm khó thấy khó hiểu, pháp tánh diễn ly, rời hữu rời vô, vô hành vô thuyết, vô tướng bình đẳng, lìa cấu thanh tịnh, không thủ không xả, hay diệt các khổ, hay dứt khác ái, khiến đến niết bàn. Này Ca Diếp, thầy tỳ kheo hoặc một ngày hoặc hơn một ngày ở tại tình thất tâm niệm Như Lai mà suy nghĩ như vậy: Tôi được thân người xuất gia tu hành, được pháp tỳ kheo gần kề Như Lai, tôi chẳng nên giải đãi. Tại sao? Vì tu tịnh giới ấy sẽ được đạo quả, do nhân duyên ấy đời sau nếu có Phật xuất thế sẽ được thấy Phật, chư Phật xuất thế khó gặp như hoa ưu đạt. Này Ca Diếp, thầy tỳ kheo tu hành phải học theo chỗ tu hành của Huệ Mạng Tu Bồ Đề. Này Ca Diếp, Đức Như Lai ứng đặng chánh giác khó được thấy được nghe, ở trong chánh pháp được xuất gia đủ giới tỳ kheo rất là hy hữu. Thiện nam thiện nữ ở trong chánh pháp xuất gia là vì hai sự việc: một là để đắc đạo quả hiện tại, hai là để được thấy vị Lai Phật. Này Ca Diếp, có người ngu si thọ đắp ca sa mà chống trái Như Lai, tự cho rằng ta được đạo quả thánh nhân. Người ấy hoặc ở tại hang núi hay ở tịnh thất, tâm họ tham nhớ đến tất cả thí chủ bố thí y bác cho mà nghĩ rằng Phật chẳng hay biết, chẳng thấy tâm niệm và hành động của họ. Này Ca Diếp, thầy tỳ kheo hoặc ở tịnh thất hay ở hang núi, hoặc đi hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc nghĩ nhớ tham dục hay sân hận và các thứ quan niệm ác chẳng lành, tùy họ ở chỗ nào, nơi ấy chư thần biết tâm hành của tỳ kheo nên lòng sanh sầu ưu mà nghĩ rằng các tỳ kheo này phi pháp phi nghi, họ xuất gia trong chánh pháp mà nghĩ tưởng sự bất thiện như vậy. Vì biết như vậy nên đối với chư tỳ kheo ấy, chư thần đều làm phương tiện khiến chẳng an ổn.
Này Ca Diếp, chư thần ấy do ít thiện căn, ít trí huệ mà còn biết tâm hành của các tỳ kheo ấy, huống là Đức Như Lai trong trăm ngàn ức vô số kiếp tu hành đầy đủ trí huệ. Này Ca Diếp, Như Lai không chỗ nào chẳng biết, không chỗ nào chẳng thấy, không gì chẳng rõ, không gì chẳng chứng nhập. Này Ca Diếp, Như Lai đầy đủ trí huệ vô ngại, với các pháp tam thế đều biết rõ cả. Vì thế nên thiện nam thiện nữ xuất gia trong chánh pháp phải quan niệm như vậy: chư Phật Như Lai đều biết tâm tôi, chư Phật hiện tại mười phương thế giới cũng đều biết tâm tôi, chớ ở trong Phật pháp mà làm sa môn tặc. Này Ca Diếp, sao gọi là sa môn tặc? Có bốn hạng sa môn tặc. Nếu có thầy tỳ kheo pháp phục tề chỉnh hình giống sa môn mà phá cấm giới, làm điều bất thiện, đây gọi là giặc sa môn thứ nhất. Nếu thầy tỳ kheo đêm tối trong tâm suy nghĩ việc bất thiện thì gọi là giặc sa môn thứ hai. Nếu thầy tỳ kheo chưa đắc thánh quả, tự biết là phàm phu mà vì danh lợi nên tự xưng đắc thánh quả, như nói tôi được quả a la hán vân vân, thì gọi là giặc sa môn thứ ba. Nếu thầy tỳ kheo khen mình chơi người thì gọi là giặc sa môn thứ tư. Này Ca Diếp, dĩ như có người đủ thế lực lớn, dùng binh khí giết hại cướp giật tất cả vàng bạc châu báu của tất cả chúng sanh Diêm Phụ Đề, người này có đắc tội lớn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, tội người ấy rất lớn. Này Ca Diếp, nếu có phàm phu tự biết chưa đắc thánh quả mà vì danh lợi tự xưng tôi được quả Tu Đà Hoàng, người này nếu thọ lãnh một bữa ăn thì tội nhiều hơn trên. Tôn giả Maha Ca Diếp bạch rằng: Hy hữu Thế Tôn, Đức Như Lai nói pháp luật ấy, ai đã được nghe mà còn dám tự xưng đắc đạo trong khi chưa được thánh quả để thọ một chung nước? Đức Phật nói: Đúng như vậy. Này Ca Diếp, như lời ông nói, nếu người muốn rời lìa sanh tử phải xin tu hành như chữa đầu cháy. Này Ca Diếp, dĩ như có người thế lực lớn dùng khí giới cướp đoạt hết của cải của tất cả chúng sanh trong bốn châu thiên hạ, người này đắc tội nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đắc tội rất nhiều. Này Ca Diếp, nếu có phàm phu vì danh lợi mà dối xưng tôi đã được quả Tư Đà Hàm, người này thọ lãnh một phần ăn, mắc tội nhiều hơn kia. Này Ca Diếp, dĩ như có người thế lực lớn cướp đoạt tất cả của cải của tất cả chúng sanh trong tiểu thiên thế giới, người này mắc tội nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đắc tội rất nhiều. Này Ca Diếp, nếu có phàm phu vì danh lợi tự dối xưng đã được quả A Na Hàm mà thọ một phần ăn thì mắc tội nhiều hơn kia. Này Ca Diếp, dĩ như có người thế lực lớn cướp đoạt hết tài vật của tất cả chúng sanh trong trung thiên thế giới thì mắc tội nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, mắc tội rất nhiều. Này Ca Diếp, nếu có phàm phu tự biết chưa được thánh quả mà vì danh lợi nên dối xưng đã được quả A La Hán, người này thọ một phần ăn thì mắc tội hơn kia. Này Ca Diếp, thà cướp đoạt tài vật của tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, chứ chẳng nên dối tự xưng đã được thánh quả để thọ đồ tính thí cho đến một phần ăn. Này Ca Diếp, Đức Phật quan sát trong pháp sa môn không có tội trọng nào bằng dối xưng mình được thánh quả. Này Ca Diếp, trong hàng thanh văn có bốn ác dục: một là cầu thấy vị Lai Phật, hai là cầu làm chuyển luân thánh dương, ba là nguyện sanh dòng sát lợi, bốn là nguyện sanh dòng Bà La Môn. Nếu người thanh văn mà có sở cầu cho đến cầu niết bàn đều gọi là ác dục. Đây gọi là thuyết bí mật của Như Lai. Này Ca Diếp, người thanh văn có bốn chủng tánh thì trong tất cả thời gian, tất cả sự việc đều chẳng nên làm: một là trước ngã, hai là trước nhân, ba là phạm giới, bốn là cầu vị Lai Phật pháp. Này Ca Diếp, nếu có sa môn Bà La Môn trì tịnh giới Phật, sẽ vì họ mà nói vô thượng bồ đề, trọn không vì người ác dục kia để nói. Vì khiến người trì giới tâm chẳng xiểm khúc, cầu niết bàn được an ổn, nên nói pháp vô thượng cho họ. Này Ca Diếp, nay Phật lại nói cho các người tu hành nghe rồi vui mừng. Nếu có người đem tất cả đồ cần dùng bố thí cho tất cả chúng sanh trong tứ thiên hạ, mãn một kiếp hay dưới một kiếp, lại có người đem một bình nước thí cho người trì giới chánh mạng, công đức của người này hơn người trên vô lượng vô biên. Này Ca Diếp, kẻ ác dục ấy nếu thọ lãnh đồ bố thí của người
thì làm hại người hơn tất cả ác hữu quán địch. Này Ca Diếp, người xuất gia có phiền não di tế lại có bốn thứ. Người có đủ thứ phiền não ấy như mang gánh nặng vào địa ngục. Một là thấy người được lợi ích sinh lòng tật đố. Hai là nghe kinh nói cấm giới rồi trái lại quỷ phạm. Ba là trái phản lời Phật, che tội chẳng hối cải. Bốn là tự biết phạm giới mà thọ của cúng thí. Này Ca Diếp, có bốn hạng tương tự sa môn. Một là ác giới, hai là ngã kiến, ba là phỉ báng chánh pháp, bốn là đoạn kiến. Này Ca Diếp, người xuất gia có bốn thứ phóng vật vào địa ngục. Một là đa văn phóng vật, tự thị đa văn mà sanh phóng vật. Hai là lợi dưỡng phóng vật, vì lợi dưỡng mà sanh phóng vật. Ba là thân hữu phóng vật, cậy nương thân hữu mà sanh phóng vật. Bốn là đầu đà phóng vật, tự thị đầu đà từ cao khi người. Tôn giả Maha Ca Diếp bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đời mặt thế tương lai 500 năm sau, có hạng tương tự sa môn thân mặt ca sa mà quỷ diệt vô thượng bồ đề của Đức Như Lai tu hành chứa hợp trong vô lượng vô số kiếp. Đức Phật nói: Này Ca Diếp, ông chớ đem sự ấy hỏi Phật, người ngu si ấy thì có lỗi ác. Đức Như Lai chẳng gì họ nói, bởi do ác dục tâm họ vọng chấp tà hành xiểm khúc, tất cả ba sự họ đều tính thọ. Người ngu si ấy thì có lỗi ác. Đức Như Lai chẳng gì họ nói. Tôn giả Maha Ca Diếp bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngưỡng mong Như Lai ở lâu đời đời vì tôi mà thuyết pháp. Đức Phật nói: Này Ca Diếp, chẳng bao lâu Đức Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Bạch Đức Thế Tôn, ngưỡng mong Như Lai trụ thế một kiếp hoặc dưới một kiếp thủ hộ chánh pháp. Này Ca Diếp, người ngu si ấy, giả sử ngàn Phật xuất thế dùng các thứ thần thông thuyết pháp giáo hóa, họ cũng chẳng dứt được ác dục. Này Ca Diếp, tương lai đời mặt thế 500 năm sau, có các chúng sanh đầy đủ căn lành, tâm họ thanh tịnh, hay báo ân Phật thủ hộ chánh pháp. Tôn giả Maha Ca Diếp bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi thà chịu đầu đội bốn châu thiên hạ, tất cả chúng sanh núi sông thành ấp tụ lạc mãn một kiếp hoặc dưới một kiếp, chứ chẳng thể nghe tiếng bất tín của người ngu si ấy. Bạch Đức Thế Tôn, tôi thà chịu ngồi trên một hột mè mãn một kiếp hoặc dưới một kiếp, chứ chẳng thể nghe tiếng bất tín phá giới của kẻ ngu si ấy. Bạch Đức Thế Tôn, thà tôi nằm ngồi đi đứng trong đài kiếp quả mãn một kiếp hoặc dưới một kiếp, chứ chẳng thể nghe tiếng phá giới bất tín của kẻ ngu si ấy. Bạch Đức Thế Tôn, thà tôi chịu cho tất cả chúng sanh mắng chửi, đánh đập giết hại, chứ chẳng thể nghe tiếng phá giới của người ngu si trộm pháp đại tặc ấy. Bạch Đức Thế Tôn, tôi tu chút ít công hạnh trí huệ càng kém, chẳng kham được gánh nặng như vậy. Chỉ có Bồ Tát gánh vác nổi gánh nặng ấy. Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi ở đây muốn nói thí dụ. Ví như có người quá già, tuổi 120, thân mang bệnh nặng, nằm liệt trên giường, chẳng ngồi dậy được. Bây giờ có một người giàu lớn, nhiều của, đem trân bửu đến gửi cho người già bệnh ấy mà dặn rằng: Tôi có duyên sự phải đi xứ khác hoặc 10 năm, 20 năm mới về. Nay ký thác châu báu này cho ông, chờ tôi trở về sẽ hoàn lại tôi. Người già bệnh ấy không con cháu, chỉ có một thân mình. Lúc người kia chưa về, ông ấy chết, bao nhiêu tài vật ký thác đều mất cả. Khi người kia trở về, không biết đâu mà đòi tìm. Bạch Đức Thế Tôn, cũng vậy, người thanh văn trí huệ càng ít, tu hành rất kém, lại không bạn lữ, chẳng thể an trụ lâu tại thế gian. Nếu giao phó chánh pháp thì sẽ tán diệt chẳng lâu. Đức Thế Tôn nói: Lành thay, lành thay. Này Ca Diếp, ta đã biết rõ mà cố giao phó cho ông, để cho người ngu si kia được nghe việc này sẽ sanh lòng hối hận. Tôn giả Maha Ca Diếp bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi lại muốn nói dụ thứ hai. Ví như có người thân sức mạnh, không bệnh tật, thọ mạng vô lượng, trăm ngàn vạn tuổi, sanh lòng lớn, giàu có, giữ tịnh giới tốt, có từ bi lớn, lòng luôn hoan hỷ, hay trừ phiền não cho tất cả chúng sanh, tâm trí dũng mãnh, làm lợi ích cho nhiều người, khiến được an lạc. Bây giờ có người mang nhiều châu báu đến giao mà bảo rằng: Tôi có sự duyên phải qua phương khác, nay ký thác số châu báu này, nên giữ gìn kỹ hoặc 10 năm, 20 năm, chờ đến lúc tôi trở về sẽ hoàn lại tôi. Người ấy lãnh châu báu, cất giữ kỹ,
đến lúc người đi xa trở về liền hoàn lại đủ. Bạch Đức Thế Tôn: Cũng vậy, Đại Bồ Tát nếu được giao phó pháp bửu thì giàu đến vô lượng ngàn ức na do tha kiếp, trọn chẳng hư mất, lợi ích vô lượng vô biên chúng sanh, chẳng dứt giống Phật, chẳng dứt pháp luân, tăng bửu đầy đủ. Bạch Đức Thế Tôn: Sự ấy tôi chẳng gìn giữ được, chỉ có Bồ Tát mới có thể kham nhận. Nay có Di Lặc Đại Bồ Tát hiện diện tại pháp hội này, Đức Như Lai giao phó cho Ngài đời vị lai 500 năm sau, lúc pháp sắp diệt, đều có thể thủ hộ và lưu diễn rộng rãi pháp vô thượng Bồ Đề mà Đức Phật đã chứa hợp trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Tại sao? Vì Di Lặc Đại Bồ Tát này đời đương lai sẽ chứng Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn: Ví như đệ nhất thái tử của quốc vương được quán đảnh lên ngôi, thi hành dương sự, trị nước đúng pháp, các quần thần đều đến chọc. Cũng vậy, Di Lặc Đại Bồ Tát ở ngôi pháp vương thủ hộ chánh pháp. Đức Phật khen tôn giả Mahakayip: Lành thay, lành thay, đúng như lời Kayip nói. Đức Phật liền duỗi tay hữu, kim sắc chói, ánh sáng di diệu, được tập hợp bởi những thiện căn từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, ngón và bàn tay Phật như hoa sen, rồi xoa đảnh đầu Di Lặc Đại Bồ Tát mà bảo rằng: Này Di Lặc, ta phó chúc cho ông 500 năm sau đời vị lai, lúc chánh pháp diệt, ông phải thủ hộ Phật pháp tăng bửu, chế để đoạn tuyệt. Lúc Đức Thế Tôn xoa đảnh phó chúc cho Di Lặc Đại Bồ Tát, cả tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách, ánh sáng chiếu khắp đại thiên thế giới, địa thiên, hư không thiên cho đến trời sắc cứu cánh đều chắp tay bạch Di Lặc Bồ Tát. Đức Như Lai đem chánh pháp phó chúc cho thánh giả, xin thánh giả vì lợi ích hàng trời người mà nhận lãnh chánh pháp ấy. Di Lặc Bồ Tát rời chỗ trịch y giai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay cung kính mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì lợi ích mỗi một chúng sanh mà tôi còn cam thọ khổ trong vô lượng kiếp, huống là nay Đức Thế Tôn đem chánh pháp giao phó để lợi ích cho hàng trời người, tất cả chúng sanh mà tôi lại chẳng nhận lãnh. Bạch Đức Thế Tôn, tôi xin thọ trì, trong đời vị lai tôi sẽ diễn thuyết pháp vô thượng Bồ Đề mà Đức Như Lai đã tập hợp từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Lúc Di Lặc Bồ Tát bạch lời ấy, cả cõi đại thiên chấn động sáu cách. Di Lặc Bồ Tát lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đối với các chúng sanh khác chẳng nên sanh khởi tranh luận và tăng thượng mạng. Tại sao? Vì sự nghiệp chánh của Thế Tôn là thủ hộ chánh pháp, các hàng thanh văn và bích kỳ Phật chẳng mang giác nổi gánh nặng của Bồ Tát. Đức Phật nói: Lành thay, lành thay, này Di Lặc, như nay ông đến trước Phật tự nói thọ trì chánh pháp Như Lai và thủ hộ ở đời vị lai. Thuở quá khứ, trước hằng hà sa chư Phật, chư Đại Bồ Tát cũng như vậy, cũng tự nói thủ hộ chánh pháp. Di Lặc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Như Lai nói đời vị lai hạng người Gu Si tự xưng Bồ Tát, tự xưng Sa Môn, vì danh lợi mà họ não loạn thí chủ tri thức thân thuộc. Xin Đức Thế Tôn nói lỗi ác của họ. Tại sao? Vì nếu Đức Thế Tôn nói lỗi ác của họ, tôi được nghe rồi sẽ tự nhiếp tâm hành. Hàng Ngu Si ấy nghe lời Phật nói, hoặc họ sẽ tin hiểu rằng Đức Như Lai biết rõ tôi, Đức Như Lai cảnh giác tôi. Đức Phật nói: Lành thay, này Di Lặc, ông nên lắng nghe, khéo suy nghĩ, sẽ nói cho ông về lỗi của hạng người Ngu Si kia. Đời Di Lai 500 năm sau, có các chúng sanh tự xưng Bồ Tát, những ác dục của họ nay ta lược nói. Này Di Lặc, người đủ bốn pháp tự xưng Bồ Tát: một là cầu lợi dưỡng, hai là cầu danh văn, ba là xiểm khúc, và bốn là tà mạng. Vì đủ bốn pháp này mà tự xưng Bồ Tát. Này Di Lặc, đời vị lai 500 năm sau, người tự xưng Bồ Tát mà hành cẩu pháp, dĩ như có con chó đến nhà người trước, thấy con chó đến sau liền giận ganh gầm gừ sủa cắn, tự nghĩ đây là nhà ta. Người tự xưng Bồ Tát cũng làm cẩu pháp, họ đến nhà thí chủ sanh ý tưởng nhà mình, rồi sanh tham trước, thấy có tỳ kheo đến sau thì giận ganh đấu tranh chê bai, nói xấu lẫn nhau, ngăn chia thí chủ. Những hạng người này sanh lòng tật đố, làm nhân ngạ quỷ, kê nhân bằng tiền, vì sự tự sống mà vọng xưng là Bồ Tát. Họ vì áo cơm mà tán thán công đức trí huệ Như Lai, khiến các chúng sanh khác sinh lòng tín ngưỡng, mà họ thì phạm giới ác dục ác hạnh. Này Di Lặc, ông xem, đời Di Lai có những sự bố quý lớn như vậy. Con thú sư tử thì phải rống tiếng sư tử, làm việc sư tử, chẳng phải kêu tiếng giả can
làm việc giả can. Với người thì tán thán xả thí tất cả tài vật, mà mình thì sang lẫn tham lam. Với người thì tán thán từ bi thương mến, mà mình thì sân hận. Tán thán nhẫn nhục, mà mình thì thù oán chẳng nhìn. Tán thán tứ diếp, mà mình chẳng thể làm bốn sự bố thí, ái ngữ, lời hành và đồng sự. Chỉ có nói suông, mà mình chẳng thể học tập theo hạnh của lạc tinh tấn Bồ Tát. Này Di Lặc, thuở quá khứ xưa, vô lượng vô biên, bất khả xưng kế, bất khả tư nghị, vô số kiếp, có Đức Phật hiệu là Trí Thượng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy ra đời nhằm ngũ trượt ác thế. Bấy giờ có một Bồ Tát tỳ kheo tên Lạc Tinh Tấn, đủ niệm huệ, hiểu dục tri túc, thuận Như Lai giáo. Tỳ kheo này thường đi các thôn ấp thuyết pháp cho mọi người, được quốc vương đại thần và nhân dân tri thức tôn trọng cung kính. Lúc ấy vào thành ấp, tỳ kheo ấy trước quan sát, nếu được tôn trọng, ái ngữ, tán thán, rồi sao mới vào. Vậy sao tỳ kheo ấy lại đi đến xứ Tà Kiến Bất Tín, nơi đây chẳng được thiện ngữ cúng dường, chỉ bị giận mắng đánh đập. Nhưng tỳ kheo ấy mặc giáp nhẫn nhục, an trụ đại bi, chẳng bỏ chúng sanh, chẳng hề giận hờn, chẳng có hối hận. Này Di Lặc, các chúng sanh được Lạc Tinh Tấn Bồ Tát giáo hóa, điều gì chứ tỳ kheo mà làm thí chủ dâng thí áo cơm, thuốc thang, ngọa cụ? Này Di Lặc, ông xem, Lạc Tinh Tấn Bồ Tát có tâm lợi ích chúng sanh, thiểu dục tri túc, đại bi, quan sát những tụ lạc thành ấp, chỗ nào chẳng khất thực được thì thôi, chẳng đến giáo hóa người tà kiến làm đàn diệt cho chư tỳ kheo, chẳng trở lại các nhà tà kiến bất tín để khuyến hóa cho họ chính tín. Dầu bị giận mắng đánh đập cũng không giận hờn. Này Di Lặc, chư Bồ Tát thuở quá khứ vì giáo hóa chúng sanh mà vào thôn ấp, chứ chẳng gì tự nuôi sống. Lạc Tinh Tấn Bồ Tát thuở xưa ấy chính là thân ta. Vì thế nên các Bồ Tát muốn vào thôn ấp để giáo hóa chúng sanh, phải học theo Lạc Tinh Tấn Bồ Tát, lại phải học công hạnh của chư Đại Bồ Tát, chứ học làm cẩu pháp. Này Di Lặc, đời Vị Lai 500 năm sau, có các tỳ kheo vọng tự xưng Bồ Tát, họ vào thôn ấp chẳng vì giáo hóa chúng sanh, mà chỉ vì áo cơm tài vật. Họ phỉ báng nhau, tự được lợi thì mừng, thấy người khác được lợi thì rầu lo hờn giận, tự cầu chẳng được thì sầu lo, thấy người cầu chẳng được thì mừng rỡ. Họ điên đảo như vậy. Này Di Lặc, theo pháp là Bồ Tát thì tất cả tài vật sở hữu đều nên xả thí cho tất cả chúng sanh. Tại sao? Vì do tâm đại bi phát nguyện quảng đại, làm cho các chúng sanh đều được đầy đủ an vui vậy. Này Di Lặc, ví như ông trưởng giả chỉ có một con trai dung mạo đoan chánh, kính thuận cha mẹ, trưởng giả rất yêu thương. Vì chút ít duyên cớ và con trai ấy bị nhốt tại lao ngục, trưởng giả hay tin đích thân vào lao ngục. Này Di Lặc, trưởng giả ấy vào ngục là vì sự chi? Bạch Đức Thế Tôn, vì để thấy con trai và tìm cách giải thoát cho con mà trưởng giả ấy vào ngục. Này Di Lặc, nơi lao ngục tức là sanh tử, trưởng giả ấy là dụ các Đại Bồ Tát, con trai ấy là lệ cho ý tưởng xem tất cả chúng sanh như con một của chư Bồ Tát. Này Di Lặc, trưởng giả ấy vào lao ngục để thấy con và cứu con. Cũng vậy, Bồ Tát vào tụ lạc để giáo hóa chúng sanh, cho họ được giải thoát, chớ chẳng vì áo cơm. Này Di Lặc, đời Vị Lai 500 năm sau, có các tỳ kheo chẳng tu thân, chẳng tu tâm, chẳng tu giới, chẳng tu huệ. Họ vào các thôn ấp tụ lạc, cầm hương hoa theo cho người làm tinh để cầu áo cơm tài vật. Này Di Lặc, theo pháp tỳ kheo chẳng nên làm sự hạ tiện như vậy. Tỳ kheo vào tụ lạc phải vì cầu pháp, cầu thiền tri thức, chớ có xiểm khúc, chớ có kiêu mạn, phải nói pháp ngữ, chớ nói thế sự, chớ nói ruộng nhà vui khổ đắc thất, việc vua quan, việc giặc cướp, việc thành ấp quân đội, việc nam nữ cưới gả, chỉ nên nói chánh pháp, khen công đức Phật, khen nói chánh pháp, khen nói thánh tăng, nói những pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Này Di Lặc, nếu thiện nam thiện nữ đem trân bửu tài vật đầy cõi đại thiên bố thí cho tất cả chúng sanh, nếu có người vì chúng sanh nói một bài kệ bốn câu chánh pháp cho họ được nghe hiểu, thì được phước đức nhiều hơn trên vô lượng vô biên vô số lần. Này Di Lặc, ông xem tỳ kheo ấy vào tụ lạc được lợi ích rất lớn. Này Di Lặc, khi tỳ kheo vào thành ấp, chớ xa rời tán thán tam bửu mà luận nói thế sự. Tại sao?
vì tất cả châu báu tài vật thế gian không làm cho người khỏi sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não được. Chỉ có chánh pháp là đem lại lợi ích lớn, làm cho người thoát rời sanh già bệnh chết, lo buồn khổ não. Đây gọi là pháp di mật của Như Lai. Đức Phật nói kệ: trong khắp cõi đại thiên đầy trân bửu tài vật, đem bố thí tất cả được phước đức mỏng ít. Nói một kệ chánh pháp, phước đức này rất nhiều. Đồ dùng trong tam giới đem cho hết một người, chẳng bằng thí một kệ công đức này tối thắng, công đức này hơn kia, hay rời khổ sanh tử. Đại Di Lặc, nếu có đại Bồ Tát đem trân bửu đầy vô biên thế giới dân cúng chư Phật Như Lai, được công đức không bằng Bồ Tát dùng lòng đại bi nói bốn câu kệ chánh pháp cho một chúng sanh. Đức Thế Tôn nói kệ tụng rằng: đem trân bửu đầy khắp hằng hà sa thế giới để dâng chư Như Lai, chẳng bằng một pháp thí. Thí bửu phước giàu nhiều, chẳng bằng một pháp thí. Một kệ phước còn thắng nhiều kệ phước nan tư. Này Di Lặc, trong bàn tay hữu Như Lai có tia sáng tên Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm. Phật dùng tia sáng ấy có thể làm đầy đủ tất cả những đồ vật ưa thích cho tất cả chúng sanh. Cần ăn có ăn, cần uống có uống, cần áo có áo, cần xe có xe, cần châu báu có châu báu, tất cả vật cần dùng đều có thể ban cho. Này Di Lặc, tất cả chúng sanh giàu được thỏa mãn vui thích mà chẳng giải thoát được sanh tử. Vì thế nên Đức Như Lai chẳng ban đồ vật ưa thích thế gian cho chúng sanh, mà Như Lai ban cho họ pháp bửu xuất thế vô thường. Nghe theo pháp ấy, họ cứu cánh rời lìa khổ lụy. Do đó các ông nên học theo vô thượng pháp thí của Như Lai, chớ trọng tài thí thế gian vậy. Này Di Lặc, đời Di Lai 500 năm sau, lúc chánh pháp diệt, có các tỳ kheo tự xưng Bồ Tát mà thân làm bất thiện, khẩu tạo bất thiện, ý gây bất thiện, thân phạm cấm giới, khẩu phạm cấm giới, ý phạm cấm giới, đã tạo nghiệp bất thiện nên không có quả sa môn. Này Di Lặc, Phật vì các thiện nam thiện nữ phát tâm Bồ Đề mà dạy Bồ Tát thiện căn chẳng sa đọa vào tam ác đạo và các chỗ nạn. Các thiện nam thiện nữ phải chuyên cần tinh tấn, đầy lòng tàm quý, thường sợ sinh tử, luôn có lòng lo sợ những chỗ thác sanh, mà nghĩ rằng tôi làm thế nào cho các chúng sanh lục đạo trong ba khỏi mau được giải thoát sanh tử. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát phát nguyện hứa cứu độ tất cả chúng sanh lục đạo tam giới, làm cho họ đều được giải thoát. Kẻ chẳng an ổn làm cho an ổn, kẻ chưa niết bàn làm cho được niết bàn. Này Di Lặc, Phật quan sát tất cả thế giới, là trời, là người, là ma, là phạm, là sa môn, là bà la môn. Trong số ấy chẳng có một ai có thể mang giác gánh nặng như vậy bằng chư Bồ Tát. Này Di Lặc, ví như có người đầu đội tam thiên đại thiên thế giới, núi sông đất đá suốt một kiếp hay dưới một kiếp hoặc đến trăm ngàn kiếp, ý ông nghĩ sao? Người ấy có đại lực chăng? Bạch Đức Thế Tôn, người ấy có sức rất lớn. Này Di Lặc, sức tinh tấn của Đại Bồ Tát còn hơn người ấy nhiều. Bồ Tát phát nguyện độ tất cả chúng sanh cho được vui niết bàn. Này Di Lặc, ví như bao nhiêu sự nghiệp của tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, có người đức thời làm nên xong cả, sự nghiệp ấy có lớn chăng? Bạch Đức Thế Tôn, rất lớn. Này Di Lặc, sự nghiệp của Bồ Tát còn to lớn hơn nhiều. Bồ Tát phát nguyện làm cho tất cả chúng sanh được giải thoát. Này Di Lặc, ví như trưởng giả chỉ có một con trai còn thơ bé, dung mạo đoan chánh, hiếu thuận cha mẹ. Trưởng giả cùng con trai ấy và thê thiếp quyến thuộc, tài vật đều bị nhốt vào ngục vua. Đại Dương bảo trưởng giả: cái đây 100 do tuần có thành tên ấy, người phải đi đến thành ấy nội 7 ngày, rồi nội 7 ngày phải về đến đây. Được như vậy, ta sẽ thả ngươi cùng vợ con quyến thuộc tài vật và ban cho quan tước. Nếu quá 7 ngày ngươi từ thành ấy về chẳng đến đây, ta sẽ giết ngươi và con trai một của ngươi, còn tài vật quyến thuộc ngươi sẽ nhập vào của quan. Này Di Lặc, ông nghĩ thế nào? Trưởng giả ấy gắng sức đi mau là vì yêu tự thân, vì yêu con trai một, hay vì tiếc thê thiếp quyến thuộc tài vật mà cố cần khổ để về đến chỗ vua cho kịp thời gian? Bạch Đức Thế Tôn, như tôi hiểu nghĩa của Phật nói, thì người ấy chẳng nhớ đến uống, ăn, ngủ nghỉ, chỉ nhớ đi mau. Tại sao? Vì người ấy tự tiếc thân mạng mà cố sức đi mau.